Chào các bạn, đây là mình đang làm thủ tục để mình chuyển hai con bà điểu này về Thái Bình. Các bạn đây, số điện thoại là 0972 726 609 hoặc là 0972 270 062. Địa chỉ Đông Na, Đông Hưng, Thái Bình. Thì các bạn thấy là địa chỉ rõ ràng. Và chú đại điểu này thì khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Số điện thoại của bên mình là 0163 530 982. Những cái mô hình nó chuyển 5 con, 4 con, dưới 10 con là mình cho vào cái thùng xốp như này, mình chuyển khắp các tỉnh trong kia chở nước. Đấy, mình chuyển rất là xa. Đấy, chuyển ở miền Nam, miền Trung, miền Bắc. Đấy. Thái Bình như này bây giờ tầm 2 giờ mình chuyển thì tầm 6 giờ chiều là bạn ấy, các bà là nhận được. Còn những cái con này chuyển đi này nó nhịn được khoảng 2 ngày, hơn 2 ngày. Đấy, 2 ngày rưỡi. Nên là nó cái sức đề kháng rất là tốt. Thì một trong những cái đây. Cơ chế là các bạn cứ đặt cọc một chút tiền thì tôi sẽ chuyển về, và các bạn nhận đà điểu thì các bạn thanh toán nốt, hoặc là các bạn lịch sự thì các bạn có thể chuyển khoản đầy đủ, chúng tôi sẽ hỗ trợ cái tiền vận chuyển cho các bạn. Đó, là đồng tiền mà đi trước bao giờ cũng là đồng tiền rất là có hiệu quả. Một số các bác còn năn tăn vì là chưa nhìn thấy con giống thì chưa chuyển, nên là các bạn yên tâm, bởi vì các bạn trước khi mua các bạn nên tham khảo những cái kênh hoặc là những cái trang web hoặc là những cái cá nhân một có những cái chủ đề mà có những cái việc khách hàng đã từng mua rất là nhiều, thì các bạn không sợ bị lừa đảo. Bởi vì có một số sinh ra cái mạng internet này, một số các bạn lạm dụng cái đấy, làm những việc không lành mạnh. Chính vì vậy là các bạn vào cái kênh chim cu gáy và cái con giống đà điểu này thì các bạn mua của bên mình là rất là ok, bởi vì thực ra là mình cũng chẳng nói giấu gì ở đây là mình thuộc là cán bộ công nhân viên ở trong trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương, thì đây là cái nơi duy nhất ở miền Bắc là cung ứng con giống cho cả nước. Đấy, thì đó là một cái điều không thể chối cãi được. Đấy, đây là cái cơ quan của chúng tôi. Đấy, đây là cơ quan đà điểu. Đấy, đây là quầy giới thiệu sản phẩm bán hàng. Đây là cơ quan đó. Thịt đà điểu. Bên kia thì là gì cơ? Đây là biển vẫy, viện chăn nuôi trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương bán thịt đà điểu con giống chất lượng cao, không? Các bạn yên tâm là không phải no, bởi vì đây là một cái đơn vị cơ quan tập thể và tôi là đại diện để tôi còn bán hàng cung ứng con giống cho cả nước. Đấy, bản thân tôi thì tôi tên là Thao, thì anh em thường hay gọi là Thao chim cu gáy. Thế nhưng mà có một điều là tôi cũng may mắn là ở cái thuộc địa phận ở trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương, thì chúng tôi quay như này để cho các bạn biết là hàng ngày tôi vẫn bán con giống đi cả nước. Đấy, một cặp hay là hai cặp, ba cặp hoặc một vài cặp. Nếu mà
các bạn mua nhiều thì đến 20 cặp thì tôi đang mỗi một những con như thế này, mỗi một thùng này chúng ta đựng được khoảng 6 con là đẹp. Đấy, các bạn yên tâm là như vậy, khoảng 6 con. Đấy. Nếu mà chuyển gần thì có thể là được 10 con, chuyển xa thì nên chỉ lên 6 con thôi. Gần có nghĩa là trong ngày, ok. Đấy. Còn đây là cái đơn hàng tôi bán đi Nghệ An. Đây. Nghệ An 09 01629594930 đi ngã ba Quán Hành, Nghệ An. Đó. Thì hôm nay là ngày mùng 3 tháng 7 2018. Đấy. Thì tôi có làm phiếu và in cái logo về chim cu và có những cái con dấu riêng. Thì đây là cái hộp này đựng 6 con chim cu. Đây, ghi rõ 6 con chim cu. 6 chim. Thì cái này tôi gửi đi Nghệ An thì chiều nay tôi gửi buổi tối mát mát thì bạn ấy vẫn nhận được. Bạn ấy có đề cập vấn đề là tối bạn vẫn nhận được. Cuối video tôi không biết chia sẻ hơn bằng cách giới thiệu về bản thân là như vậy. Đấy, số tài khoản là 22102051566681 tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Ba Vì. Và bây giờ đã sắp đến giờ xe, cái xe bà chị là sắp đi qua rồi thì mình phải gửi xuống Mỹ Đình, và từ Mỹ Đình thì anh em sẽ sang xe và gửi đi Thái Bình, gửi đi Nghệ An. Số điện thoại của tôi là 01635305982. Tôi tên là Thao, số chứng minh nhân dân là 11159058. Đấy, thì quý vị các bạn yên tâm là tôi là một đơn vị kinh doanh rất là chính thống và lành mạnh.